Cảm ơn quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ Bảy và 20h20 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7. Mỗi ngày trôi qua chúng ta làm gì? Chúng ta tất bật mưu sinh được cuộc sống. Rồi chúng ta làm gì? Chúng ta tìm một cái chỗ dựa về tinh thần. Rồi chúng ta làm gì? Chúng ta tìm một người để có thể nương tựa, để thầy chia sẻ. Chúng ta làm gì nữa? Thì tìm hạnh phúc cho riêng ta. À, đó là điều hết sức là quan trọng trong cuộc sống. Và ngày hôm nay chúng tôi sẽ kết nối để những mảnh ghép trong cuộc sống họ đi tìm hạnh phúc riêng cho họ, quý vị nha. Không biết hôm nay họ có bấm nút hẹn hò không, có hạnh phúc hay không, chúng tôi cũng chưa biết được. Ngay bây giờ xin mời quý vị đến với cặp đôi đầu tiên. Con này có hai mối tình rồi ạ. Mối tình sâu đậm nhất là mối tình của ngài, mối tình đầu ạ. Con lúc đó còn ham đi kiếm tiền, kiểu như ham chơi, nhưng thật ra người ta rất là tốt với con. Tự con bỏ người ta đi hay là người ta bỏ con? Dạ, đúng là con bỏ người ta ạ. Đúng là con bỏ người ta ạ. Nhà gái thì sao? Bao nhiêu mối rồi? Dạ, chưa có mối nào. Chưa có mối nào. Chưa có mối mà nó ngập ngừng, nó không dám nói. Dạ, thời học sinh thì có, nhưng mà chỉ là tình yêu gà dạ, bông. Dạ đúng rồi, gà bông. Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai, ngồi đi em. Xin mời nhà gái. Rồi, mời nhà gái ngồi ạ. Mời anh trai giới thiệu về mình. Dạ, con xin chào chú Quyền Linh. Rồi. Chào chị Ngọc Lan. Chào bạn nữ của bên kia và chào quý khán giả đang có mặt trong trường quay. Thì lời đầu tiên xin cho phép Khánh gửi tới cả nhà một lời kính chúc sức khỏe và chào thân thương nhất ạ. Dạ, đứng ở đây thì để thân thiện làm quen thì cũng không quên giới thiệu đôi nét bản thân mình ạ. Họ tên đầy đủ là Trần Quốc Khánh. Sinh ra và lớn lên tại Ninh Thuận, quê gốc thì ở Bình Định ạ. Hiện tại đang công tác làm việc tại Đà Lạt. Làm gì gì? Dạ con buôn bán, con kinh doanh tự do vậy ạ. Tự do. Dạ. Bán về gì Khánh? Dạ con thì có mở quán ăn vặt với lại quán ăn sáng. À. Còn về kinh doanh tự do thì con cũng có đầu tư một ít về chứng khoán, bất động sản rồi này kia đó. Mời nhà gái ạ. Dạ con chào chú Quyền Linh, con chào cô Ngọc Lan. Con tên là Lê Thị Mỹ Diễm. Con năm nay 25 tuổi, hiện đang là giáo viên tiếng Anh. Con đang làm việc tại nhà và dạy online. Dạ con từ Lâm Đồng. Từ Lâm Đồng xuống. Dạ. Vậy là hợp lý ha. Hợp lý quá trời. À, duyên nợ sắp tới rồi đó. Duyên nợ sắp tới rồi đó. Nói chút xíu về ưu điểm khuyết điểm của mình đi Khánh. Ưu điểm của con thì con thấy con là một người rất là lạc quan và rất là hay cười. Có nhiều trường hợp là cũng hơi lạc quan quá mức. Có nhiều trường hợp là cũng hơi lạc quan quá mức. Có một câu chuyện con cũng xin phép muốn kể mà con cũng từ một người con cũng người xuất ngữ ra. Thì ở trong đó mỗi lần tập thể dục đồ này kia thì mỗi lần tập thể dục xong rồi cũng hay kiểu hô khẩu hiệu á chú ạ. Xong rồi con hay bị quen ấy, với lại con có thói quen thức dậy sớm lắm. Lúc mà con vừa xuất ngũ ra con lên Đà Lạt con ở, con lập nghiệp trên đó thì con hay có thói quen sáng là thức dậy sớm tập thể dục. Và một ngày đẹp trời nọ thì con bỗng nhiên bị kiểu như là nhớ bà Lai á. Xong con mở cửa ra thì con lại hô to lên, la lên như là ôi buổi sáng là tuyệt vời. Nói chung là con thì con không có để ý tới người ta nhiều. Mọi chuyện rất là bình thường, khi mà con quay đầu lại thì con thấy rất là nhiều khuôn mặt xinh đẹp đang nhìn con. Nhìn thấy lạ lắm quá hả? Dạ. Không sao đâu con. Đó cũng là cái điểm mạnh của con. Con thì con lại thích tự lập tự chủ hơn. Con là một người là rất là giữ lời hứa. Con mà không hứa không nói thôi, chứ con hứa con nói là con sẽ làm được. Nấu ăn nấu đồ thì con làm được hết ạ. Cũng nấu được luôn. Dạ. Con có một chút khuyết điểm gì không? Dạ, khuyết điểm của con là có thể là con kỹ tính. Kỹ tính quá thì nó cũng sinh ra cái việc xấu tính. Rồi, kỹ tính trở thành khó tính luôn á. Dạ. Mời em gái. Mời nhà gái nói về ưu điểm và khuyết điểm của mình ạ. Dạ, ưu điểm của con là con sống rất là tình cảm. Thường thì con sẽ hay hy sinh nhu cầu của bản thân cho người khác ạ. Con sống khá tích cực, vui vẻ, con biết nấu ăn, con biết chơi thể thao. Quá dữ luôn. Dạ. Vậy là giỏi rồi đó con. Rồi khuyết điểm của con là gì? Dạ khuyết điểm của con là con hay quên. Hay quên. Dạ. Thứ hai nữa là con bị mít ướt. Mít ướt hả? Con gái mà mít ướt được mà được, đâu có sao. Đừng ướt quá thôi. Ừ. Đừng ướt quá thôi. Ừ. Con còn dễ tin người nữa. Dễ tin người. Dạ đúng rồi. Cái đó là cũng là khuyết điểm nha. Rồi. À, nãy giờ nghe khuyết điểm bên kia có dùng mít ướt khoái không? Dạ khói ạ. À. Dạ khói ạ. À.
Khoái đúng rồi, nhiều khi là ông khoái bị ước lắm á. Rồi bây giờ mình một phút nói thật nè, tình duyên sao, mấy mối tình rồi? Dạ thật sự mà nói thì con này có hai mối tình rồi ạ. Mối tình sâu đậm nhất là mối tình của ngài, mối tình đầu ạ. Đầu hả, mấy năm? Cũng được gần 3 năm mà chú ạ. Gần 3 năm rồi sao sâu đậm mà chia tay? Tất cả là bây giờ con liếng tiếc nhiều quá. Con lúc đó còn ham đi kiếm tiền, kiếm đi ham chơi. Nhưng thật ra người ta rất là tốt với con. Những cái điều mà bây giờ thật sự mà nói là con mong muốn bây giờ mà như là một người con gái mà người ta có thể là người ta biết quan tâm, lo lắng, chia sẻ rồi á. Nhưng mà bạn ấy đều có hết. Và trong những cuộc cãi vã gì đó, bạn ấy luôn là người mà hạ mình xuống để có thể là giải hòa cuộc nói chuyện hay gì đó. Quá tốt. Con cảm thấy nuối tiếc ở cái điều đó. Tự con bỏ người ta đi hay là người ta bỏ con? Dạ, đúng là con bỏ người ta. Đúng là con bỏ người ta. Từ Đà Lạt xong rồi con đi lên Đắk Lắk con làm. Xong rồi thật sự mà nói là cái sự hơi vô tâm và ham đi kiếm tiền của mình thì nó lãng quên đi cái mối tình của mình, nó không còn ý nghĩa nữa. Bây giờ là rút kinh nghiệm chưa? Rút kinh nghiệm không có được làm vậy nữa nha. Dạ. Nhà gái bên kia sao? Sao? Bao nhiêu mối rồi? Dạ chưa có mối nào. Chưa có mối nào. Chưa có mối nào. Mà nó liền ngập ngừng nó mới dám nói. Dạ thời học sinh thì có, nhưng mà chỉ là tình yêu gà bông. Dạ, dạ đúng rồi, gà bông thôi. Không sâu đậm lắm. Chắc là con cũng khó tính nữa. Anh bên đây là anh chiều phụ nữ luôn. Anh rất là năng động, tích cực ha. Rồi anh biết gà lăng nữa. Thật ra con đừng lo, bên đây có gì sẽ truyền kinh nghiệm yêu đương cho con. Dạ. Giờ mình chưa có mối tình nào hết, thì mình có biết là nhu cầu mình là mong muốn sao không? Dạ con hy vọng người bạn trai tương lai của con sẽ sạch sẽ. Thứ nhất yên tâm, bên đó là sạch sạch tới khó luôn đó. Sống tích cực. Tích cực. Bên này siêu tích cực. Ngồi gì nữa? À, biết nấu ăn. Trời ơi. Ta mở quán ăn mà trời. Biết nhậu. Biết nhậu. Biết nhậu. Dạ. Mở quán ăn thì chắc biết nhậu đó. Chắc biết nhậu biết, không? Biết chút chút. Dạ con cũng biết nha. Mấy lon? Chắc tầm chục lon đổ lại thôi ạ. Chắc tầm chục lon đổ lại thôi ạ. Quá biết dạ luôn. Được, dạ được. Được sao, không? Tự nhiên dạ cầu cũng biết nhậu là sao không? Lý do? Dạ tại nhà có anh rể biết nhậu, về phải biết nhậu với anh rể. Trời phải say, phải say sau anh rể chứ. Phải say sau anh rể. Còn bên mình sao? Mong muốn mẫu hình lý tưởng sao nè? Con thì thật sự là cũng không yêu cầu gì nhiều. Con chỉ mong bạn nữ là có thể là quan tâm để lại tinh tế một chút, đặc biệt là có cái sự chủ động trong mọi công việc, trong khả năng mình có thể làm được. Con cần một người phụ nữ là người ta có một gì đó gọi là cá tính một chút ạ. Đừng có quá hiền lành để người ta bắt nạt được. Hôm nay con đi với ai? Dạ hôm nay con nghĩ là đi một mình, nhưng mà thật ra lên đây thì lại gặp được người anh trên này và con lại rủ đi luôn, đó là anh Phục ạ. Rồi chào nhà trai ạ. Chào em Siêu, chào các anh chị và cô chú ở trong chương trình đồng quay nè. Em thấy cô gái bên kia có hợp với anh em mình không? Hợp thì mình đã hợp, thì đó là em nói cho con chồng là hai người thôi. Ví dụ như là khi hai người gặp mặt nhau thì mới biết được là hợp hay không. Nhưng thấy bên nhà gái sao? Dễ thương không? Thì theo em thì dễ thương. Rồi cảm ơn em. Rồi cảm ơn nhà trai. Nhà gái đi với ai con? Con đi với mẹ. Con mẹ nữa. Dạ chào cô. Chào nhà gái. Trước tiên là chào chú Quyền Linh và cô Ngọc Lan. Dạ chào cô. Thì lên đây cũng đại diện cho gia đình là thấy cháu bên này thì được đấy. Con gái cô thì nó là cái tính của nó là nó rất là thật thà. Còn về bạn trai á, thì cũng có người hỏi thăm chứ không mai mối thôi. Thì chị không chịu mở lòng. Chị nói là chị phải đi tìm cái người mà chị thích thôi. Chứ còn bây giờ giới thiệu mà chị thấy chị không thích. Đấy, cho nên cũng có cái khó tính là như vậy. Cho nên là gia đình thì cũng mong á, là lên đây á, là để cho cháu mà nó hẹn hò với nhau để nó tìm hiểu đi. Còn mà cháu mà ở Đà Lạt thì rất thuận với nhà cô đấy. Yeah. Đấy, thì bây giờ cô cũng mong là nếu mà hai con mà cảm thấy được á, thì là hẹn hò với nhau. Như vậy là cô rất là ok. Dạ, cảm ơn chỉ cô. Chỉ giờ chỉ mong hai con. Cảm ơn nhà gái rất nhiều ạ. À. Mở ra. Bắt đầu đi em. Một bó hoa rất đẹp. Bắt đầu đi em. Xin chào anh. Xin chào em. Dạ. Rất vui được gặp em. Anh có bó hoa xin phép được tặng em. Dạ, em cảm ơn. Dạ. Có quà, dạ đây là quà từ Lâm Đồng luôn. Chết rồi,
ăn từ lung đồng luôn, biết anh có chê cái quà này không, nhưng mà cái này là tự tay mẹ em làm, đây là hồng treo gió. Dạ okay, em gửi anh. Món đặc sản ở trên Đà Lạt. Dạ đúng rồi. Cái này con gửi cô Ngọc Lan một phần. Cảm ơn con. Dạ, gửi chú Huyền Linh một phần. Có chú nữa hả? Làm MC dạ, những khúc như vậy là sung sướng nhất. Cảm ơn cô nhiều nha. Cảm ơn nhiều lắm nha. Dạ. Trời ơi nhìn hấp dẫn quá. Bây giờ lần đầu tiên mình gặp nhau đó, mình giao lưu âm nhạc cái cho nó vui cái coi. Dạ thì đến đây thì em cũng chuẩn bị một ca khúc muốn gửi tới cả nhà, nhưng mà ca khúc nó hơi đặc biệt một chút, là ca khúc về nhạc rap. Có hay không những gì tiền đầu bắt hữu ghi chép hoặc in ấn hay nơi trong tim ta cất giữ, nơi vùng trời màu hồng hay là cầu vồng không chung, để thành sự hiện hữu không còn là điều buông lung. Bao nhiêu người chìm đắm, bao nhiêu người mê say, giữa biến tình mờ ảo làm sao biến thật hay mê. Nơi điểm dừng ai đến là điểm bắt đầu ai đi, nơi chỉ thấy chút hạnh phúc đã tồn tại sự chia ly. Đôi khi ta lạc bước trong những khoảnh khắc hờn ghen, con đường tình rồi chợt rẽ đã sẽ đánh mất tình yêu. Thì hãy lục tìm quá khứ có kỷ niệm về nhau, để ta tìm được lối về bên mà hai ta đã từng đi khi mà ta đã từng thuộc về nhau. Đừng ràng buộc tình yêu bằng những ký ức niềm đau, đừng thêm vị đắng vào nó thì sẽ không có gì đâu. Đừng làm cây vô tình để lá rơi xuống vực sâu, cũng đơn giản thôi mà chắc em không thấy được đâu. Đừng phức tạp hóa tất một chuyện mà em sẽ thấu được đây. Tình cảm bao lâu nay đâu đơn giản như vậy, và anh mong rằng em sẽ hiểu anh yêu em nhiều hơn vậy. Anh sẽ thả vào đây tâm hồn nghệ sĩ về đêm, anh sẽ chìm vào những nốt nhạc để anh viết về em. Trăm bài hát này sáng tác thì có khác gì đâu, anh tìm cả trăm từ khác cũng chỉ để hát về em. Có lúc buồn thì anh viết lên những câu ca không thành nhạc nhưng lại giải tỏa trong anh. Nhạc anh không vui vì tâm trạng anh nhiều, nhạc anh không bóng bẩy nhưng đủ để mình em hiểu chỉ là em thôi. Cho anh niềm tin với cuộc đời, và anh tin vào hiện tại tình yêu của em là tuyệt vời. Vẫn một lời em nhé, và sẽ mãi mãi là tôi. Đi khắp hết thế gian tình cũng chỉ mình Diễm mà thôi. Đi khắp hết thế gian tình cũng chỉ mình Diễm mà thôi. Wow. Dạ em cảm ơn. Bài này đưa tôi chắc 3 năm tôi chưa thuộc nữa. Người ta là sáng tác ngay tại chỗ. Đi khắp thế gian chỉ một mình Diễm mà thôi, yeah. Đi khắp thế gian chỉ một mình Diễm mà thôi, yeah. Thấy không? Mời Diễm nào. Dạ con đến đây con cũng xin gửi mọi người với anh Khánh một bài hát. Cho con xin phép được nhìn giấy được không ạ? Tại con run quá. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worst. Cause only you, nobody knew I put you first. And for you, boy, I swear I will do the worst. And for you, boy, I swear I will do the worst. Phần giao lưu âm nhạc đã hết. Về ghế ngồi bắt đầu trò chuyện các bạn. Anh thấy em là một gái rất là xinh xắn, rất là dễ thương, rất là tài giỏi, và đó là những cái điểm mà anh rất là thích ở em. Và khi mà nói chuyện ở bên đây thì anh cảm thấy rất là em có rất là nhiều cái điểm mà rất là phù hợp với anh, thật sự rất là nhiều luôn. Lần đầu tiên gặp anh thì em khá là ấn tượng, tại vì anh rất là chỉnh chu, đầu tóc gọn gàng sạch sẽ, sáng sủa, em rất thích điểm này. Anh có chơi thể thao không? Tại em thích chơi thể thao lắm. Em thích chơi môn thể thao gì nhỉ? À em chơi cầu lông. Cầu lông thì anh cũng biết, chung đánh cũng được đấy. À dạ, thì ok. Anh thì lúc mà khi xưa mà anh còn học đại học anh rất thích chơi thể thao. Bóng đá, bóng chuyền, cầu lông hay là bơi lội anh đều làm được hết. Dạ. Nhưng mà nếu mà được thì có thể thì anh em mình sẽ giao lưu cầu lông mỗi ngày thì vui quá nhờ. Dạ. Em có thích một người mà người ta thì có hình xăm rồi người ta xăm mình đúng không? Hình xăm có ý nghĩa mà không có bị phản cảm quá thì ok. Anh rất là thích cái suy nghĩ của em. Nếu mà sau này mà ví dụ mà mình đến với nhau, em mong muốn cái mẫu người đàn ông của em là như thế nào và bao nhiêu lâu mình có thể kết hôn được? Nói chung là nãy giờ những ưu điểm của anh, những việc anh nói thì đều phù hợp 70-80% rồi. Cái yêu cầu của em thứ nhất là cùng quê, với lại em cũng quê Bình Định. À quê Bình Định luôn. Xong rồi ở cùng Lâm Đồng nữa thì em thấy khá là hợp lý. Về khi nào tiến tới hôn nhân thì em nghĩ em vẫn còn hơi trẻ để kết hôn. Em muốn hẹn hò thêm 1 đến 2 năm nữa. Nếu mà tình yêu mình đủ lớn thì mình có thể tiến tới hôn nhân sớm hơn cũng được. Cảm ơn em nhiều, anh cũng có suy nghĩ nó giống như em như vậy. Dạ. Rồi bây giờ Khánh bước tới đi, nắm tay bạn gái nào. Chúng ta nói một chút về quan điểm về kinh tế. Giống như về hai đứa về ở chung một nhà thì tiền bạc ai giữ. Dự án sắp tới khi lấy vợ mình sẽ làm gì ở đâu. Sau này ví dụ kết hôn về thì em nghĩ là tiền bạc thì nó sẽ như thế nào? Em không giỏi việc quản lý tiền bạc lắm. Nhưng mà không biết sau này em có giỏi hay không. Nhưng mà hiện tại thì em muốn độc lập về tài chính. Nhất là tiền của anh thì anh quản lý, tiền của em quản lý. Mình sẽ có cái quỹ chung gì đó.
thì mình sẽ đắp lên cái quỹ đó rồi mình xài chung cái phần đó. Dạ. Thật sự mà nói là cái quan điểm của em rất giống quan điểm của anh. Quan điểm sống của hai người khá là tương đồng. Ừ. Con thấy là hợp. Con thấy hợp hả? Dạ. Rồi còn Khánh thì sao? Dạ, thì đến đây cũng là một cái duyên rồi. Thì anh nghĩ rằng là mình đã cho nhau cơ hội tìm hiểu, không biết đi được bao lâu, nhưng mà hãy trân trọng những giây phút tuyệt đẹp này. Cũng hy vọng là mình có thể bấm nút và cùng nhau dắt tay nhau ra có một cái kết thật là đẹp ra khỏi chương trình này. Rồi, vào ghế ngồi các bạn. Nếu chúng ta thấy trái tim mình rung động, bấm ngay. Nếu mình thấy trái tim không rung động, bỏ qua, không bấm. Sẵn sàng chưa ạ? 1, 2, 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Chính thức mình đã hẹn hò với nhau. Nắm tay nhau đi nào. Bây giờ xin phép bác chào tụi con hẹn hò với nhau. Con chào bác ạ. Con rất là vui khi được có thể là được hẹn hò và kết đôi với lại con gái của bác. Thì con hy vọng rằng bà con cũng xin phép mà có thể là cho tụi con chính thức tìm hiểu nhau, và nếu mà được thì có thể tiến đến hôn nhân. Dạ, con xin phép bác ạ. Bác đồng ý gật đầu rồi đó. Bác muốn là con ở rể. Bác muốn là con ở rể. Dạ. Còn nếu như mà con ở rể không được á thì là con cứ đem con về đấy bỏ cho bác đi rồi bác lo cho. Con cứ đem con về đấy bỏ cho bác đi rồi bác lo cho. Thì không ra sao? Muốn ở rể là muốn chăm cháu ngoại. Vâng. Bác có nguyện vọng như vậy thôi. Vậy làm rể được không? Dạ được ạ. Được, làm rể được. À, vậy thì ok. Đó, ngon lành. Bây giờ một nụ hôn minh chứng cho bấm nút đó lên má nào. À, cho anh xin phép hôn em một cái nha. Dạ, vào đây. Anh xin phép ạ. Đó, mời anh xin phép cả nhà. Nhắm mắt lại sách nào. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Lululun, thương hiệu mặt nạ được yêu thích nhất tại Nhật Bản, nay đã có mặt tại các gian hàng chính hãng của em Shop 247 và các trang mạng xã hội Lululun Việt Nam. Nổi tiếng với thành phần lành tính, cấp ẩm dịu nhẹ, mặt nạ có thể sử dụng hàng ngày. Bạn sẽ tươi trẻ hơn, hạnh phúc hơn cùng Lululun. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speak Couple, vừa được ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu, giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Chúc các em hạnh phúc và luôn luôn gặp tất cả mọi điều may mắn trong cuộc sống này. Dạ, em cảm ơn chương trình nhiều. Nào, hãy nắm tay nhau thật chặt, đi đến nơi nào mà mình có thể tâm sự mà các bạn. Rồi, đi đường bên này. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi tiếp theo. Aqua Saline, lăn lách không mùi từ châu Âu, giảm mùi hôi, khô thoáng nách đến vài ngày. Gái trai trên khắp miền quê, chưa có duyên ý lành, hãy về giao duyên, cảm ơn chương trình của HTV đã gieo mầm hạnh phúc muôn nỉ nơi. Quê hương em là bài ca bất tận, chúng dũng kiên cường đánh giặc toàn dân. Qua dạm có đông bóng nhớ về Tân Trụ, hỏi nơi nào không mang kỷ niệm quê hương. Vô luôn, mời nhà trai. Rồi, chào anh, mời anh ngồi. Mời nhà gái. Mời chị ngồi. Bây giờ chúng ta giới thiệu về mình đi. Mời anh. Chào anh Quỳnh Linh. Dạ. Chào chị Ngọc Lan. Chào tất cả các anh các chị trong khán phòng. Tôi là Vũ Văn Tuynh. Tôi sinh năm 1964. Tôi quê ở Ninh Bình. Hiện nay tôi đã về nghỉ. Tôi hiện tại giờ đang ở Biên Hòa, Đồng Nai. Đồng Nai. Trước khi về hưu anh làm gì anh Tuynh? Trước khi về hưu là tôi là bộ đội chuyển ngành, xong về làm bên bưu chính của công ty cổ phần bưu chính Viễn thông Sài Gòn. Mời nhà gái. Mình tên là
Nguyễn Thị Cẩm Loan. Dạ. À, quê quán ở Tiền Giang nhưng mà mình thường trú ở quận 9. Chị đang làm công việc gì? Mình làm bên ngành xe vận tải. Dạ. Và cũng có làm chút ít về kinh doanh nhà đất. Dạ. Tí. Anh Tuấn giới thiệu một chút về điểm mạnh điểm yếu của mình cho chị Loan bên kia biết anh. Cũng có nhiều điểm mạnh. Nói chung là hòa đồng, hoạt bát và làm cái gì nó dần nhiệt tình. À. Vấn đề thứ hai là có chút năng khiếu về văn nghệ. À. Biết hát chèo, biết hát ca cổ và biết bolero. Mình hát chèo trước đi ha. Dạ. Hát câu đi rồi chút mình hát bolero sao? Lúc nãy cũng vào ở trong phòng tôi chờ. Dạ. Tôi cũng ngẫu hứng là viết mấy câu chèo. Dạ. Vì tôi người ngoài Bắc nên là mê chèo. Bạn muốn đi hẹn đi hò hay tìm đến nơi đây để được đi lên đi hình ông mối quyền linh ngọc lan xinh xắn vui vẻ nhiệt tình kết đi mối tơ duyên trai tài gái sắc hàn đi huyên đi. Gửi tới những người gái trai trên khắp miền quê chưa có duyên ý lành hãy về giao duyên cảm ơn chương trình của HTV đã gieo mầm hạnh phúc muôn nỉ nơi. Cảm ơn anh rất là nhiều. Ngồi có chút mà viết ra một cái bài hát ý nghĩa hơn ha. Rồi xin mời nhà gái giới thiệu về điểm yếu cũng như là điểm mạnh của mình ạ. Điểm mạnh là hay hoạt bát, hòa đồng với tất cả mọi người. Và công việc thì vẫn thích làm hơn là ở không. Cũng biết ca hát chút ít, hát ca cổ và nhạc bolero nhiều hơn. Dạ. Làm câu đi chị. Bên đây vừa hát kèo rồi mình hát ca cổ luôn. Em hát bài Dòng Sông Quê Em nha. Dạ. Quê hương em là bài ca bất tận, trung dũng kiên cường, đánh giặc toàn dân. Qua dạm có đông bóng nhớ về Tân Trụ, hỏi nơi nào không mang kỷ niệm quê hương. Mất mát đau thương càng cao giọng hát, cay đắng mặn nồng vẫn thơm ngát tình em. Vô luôn. Cảm ơn ạ. Ôi ôi, hai anh chị hát hay quá. Hay. Bây giờ chúng ta nói một chút xíu về đường tình duyên đi. Chị gái nè. Dạ. Đường tình duyên mình như thế nào nè? Chị có một lần chồng và dạ. Một cháu trai, có hai cháu nội. Dạ. Mình ly hôn lâu chưa chị? Ly hôn hơn 30 năm. Ly hôn hơn 30 năm. Xã chị hiện tại là ở bên Mỹ. Cuộc sống của chị với con chị thì không có dính liền nhau. Ba cháu về cho cháu cơ sở và nhà cửa làm ăn. Yeah. Nói chung là rất là ổn định. Cháu ở riêng, ở Tiền Giang. Hiện tại chị ở với ai? Một mình. Ở một mình hả? Ừ. Trời thì ơi. Chị có một căn nhà trọ cũng nhỏ nhỏ cho thuê. Thì chị ở chung với bên nhà trọ. Nói chung là cũng vui. Dạ. Yeah. Chứ ở mình thì cũng hơi sợ sợ. Dạ rồi đó, nhà gái của em là vậy đó. Em chào anh ạ. À. Chào em. Đường tình duyên mình sao anh? Mình cũng mới ly hôn với vợ. Được hơn năm rồi. Dạ. Anh có mấy người con? Tinh có hai người con trai. Lớn hôm nay là sinh năm 88 và đứa nhỏ sinh năm 95. Yeah. Các cháu trưởng thành ấy, rồi có này là 4 cháu nội. Giờ ở với ai anh? Giờ tính ở mình với đứa con trai. Anh ở với con trai chưa lấy vợ đấy ha? Dạ đúng rồi, nhưng con trai thì nó cũng đi làm suốt rồi.
Cháu cũng là ca sĩ tự do. Ca sĩ tự do. Cũng học ở Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Ồ, quá hay rồi. Dạ. Bây giờ mình nói về tương lai đi. Anh mong muốn có người đồng hành với anh như thế nào? Tính tình ra sao nè, ngoại hình như thế nào nè, anh chia sẻ với em. Thì cũng chả mong muốn gì hơn, chỉ mong một người đi cùng với mình suốt cuộc đời mà nó đồng cảm với mình, cùng sở thích, cùng sở trường, và nói chung hiểu nhau, thông cảm nhau về cái hoàn cảnh của nhau vậy thì... Là được rồi anh ha, dạ. Thì ông Mai có muốn sang thăm nhà không? Nhà gái thôi, nhà gái cùng quê với tôi nè. Tiền Giang hả chị dạ, gái? Dạ, em chờ anh. Dạ, dạ chị gái. Dạ. Ở Tiền Giang là ở đâu chị? Ở Cái Bè anh. À, Cái Bè hả? Dạ. Chờ nổi Cái Bè. Mà em ở trên này ở ngã ba An Hữu. À, ngã ba An Hữu ngay chỗ quẹo với đường cao tốc á. Dạ, dạ đúng rồi. Rồi, dạ. Giờ là mình ở quận 9 con mình thôi. Ở một mình. Ngồi về Đồng Nai được không? Để xem sao. Để xem sao ha. Thôi, bây giờ mong muốn mình có một cái người cùng đi với mình. Chị tưởng tượng một người đàn ông thế nào? Nói chung mình tìm một người bạn đời là để chia sẻ. Tuổi về chiều thì nó bệnh tật, đau ốm nó sẽ tới. Yeah. Thì mình cần cái người cùng chung chia sẻ điều đó. Yeah. Ừ. Nếu mà hợp thì cũng muốn có một người. Một người nhưng mà họ quan trọng chiều cao rồi cân nặng rồi thế nào hả? Đừng có đầu hói. Đừng có đầu hói. Đừng có đầu hói. Trời đất ơi, sao vậy? À, không biết, nhưng mà chị ơi, bây giờ tới tuổi này á thì tóc nó rụng là điều đương nhiên. Tóc đàn ông rụng cũng chị bởi có ai mà đặc biệt lắm thì tóc mới không rụng. Đúng thôi. Đúng rồi, tóc đàn ông rụng cũng bởi tính cằn nhằn của đàn bà. Thôi đi, đừng đổ thừa. Sao anh nói đúng thế? Sao anh nói đúng thế? Anh nói đúng quá. Bây giờ mình sẽ gặp nhau đi là tính ha. Dạ, bây giờ rồi. Mình hỏi người thân nè. Rồi. Đó, chị đi với ai? Đi với hai đứa cháu. Dạ. Rồi, chào các con. Dạ, chào cô Loan. Chào chú Huỳnh Linh. Con thấy chú bên đây hợp với cô con không? Dạ, con thấy được, mà quan trọng là gì cô không mở lòng vậy? Chú đẹp trai chứ bộ. Trời, hát hay, đẹp trai. Cao, chắc mét bảy mấy rồi hả? Tôi mét 74. 74, quá trời ngon luôn. Cô con giữ không? Dạ cũng không dữ lắm. Gì dữ không? Không dữ lắm. Vậy là có dữ dạ, con có hả? Dữ. Dạ có mà ít. Gì la lớn không? Vừa nhưng mà vừa. Rồi anh đi với ai anh? Tôi đi với người bạn tên Nguyễn Vân, là một người mà chuyên là cùng đội văn nghệ cùng hát. À rồi. Chào chị Vân. Xin chào MC Quỳnh Linh, chào MC Ngọc Lan. Hôm nay đến đây thì thấy bạn gái bên này dễ thương và cũng hợp với anh, hai người cho nhau cơ hội rồi thì tìm hiểu nhau thêm. Còn về bên phần họ nhà trai thì nói chung là hiền, hoạt bát rồi nấu ăn rất ngon luôn, thì xem hai người có cho nhau cơ hội rồi tìm hiểu rồi từ từ tiến tới về chung sống với nhau. Xin hết. Dạ cảm ơn chị. Rồi để anh chị tự quyết thôi. Đúng rồi, mở rào. Bắt đầu đi anh. Dạ, em chào anh. Hôm nay đến với chương trình cũng có một món quà. Dạ. Mắt em là một dòng sông để dạ. Anh ngụp lặn trong lòng mắt em. Dạ. Nhưng mà muốn ngụp lặn ở trong đó được thì phải bảo vệ đôi mắt. Dạ. Và nghĩa vụ đó hôm nay nó ước tình sẽ gửi tới kỷ niệm một dạ. cái kính. Dạ. Rất trùng lập. Vợ ở nhà cũng tên là giống nhau. Đeo vô coi. Dạ em cảm ơn anh. Trời ơi, quá trời dữ luôn. Như diễn viên điện ảnh. Mặc bộ đồ cũng hợp nữa chứ bữa nay. Quá hợp luôn. Thiên duyên tiền định. Ngon lành ha. Cái này là rau vườn nhà em trồng và đu đủ, cây đu đủ cũng em trồng luôn. Nhưng mà em có cái món quà này nó đặc biệt hơn tí, em gửi em tặng anh á. Như là anh có đi đâu á, anh xịt một tí là anh nhớ tới em. Cảm ơn. Dạ rồi.
Về không, về này không sợ đói. Sợ đói rồi. Trời ơi, đủ ngon quá ông nội ơi. Cảm xúc khi lần đầu tiên anh chị gặp nhau như thế nào? Nói chung anh thì cũng rất là dễ mến. Em nghĩ anh cũng thật thà, cái gương mặt hiền lành chất phác. Bây giờ anh chị dự định thế nào? Mình hẹn hò làm sao? Đi chơi lên Biên Hòa hay xuống Suối Tiên? Thường thường á thì em thích cuối tuần bạn bè nấu nướng ăn uống gì đó. Ví dụ vui thì vài lon bia. Em nhậu được? Dạ được, em được tầm khoảng 4 lon. Chúng mình ngang cơ nhau. Nói chung mình lớn tuổi mình có cái cách giải trí riêng của mình. Em cũng thích đi mấy tụ điểm hát hò vậy đó. Anh chị nên định hướng thế xem mình tìm hiểu thế nào, sau bao lâu thì mình có thể có câu trả lời cuối cùng. Về vấn đề kinh tế á, thì giữa em với anh nói cái này nói bằng cái tình cảm mình chân thật với nhau. Chuyện tiền nong thì nó nhạy cảm lắm. Quan trọng là mình đi tới với nhau thì mình có một kế hoạch và định hướng cho tuổi già. Thực ra mình mới ly dị vợ được năm nay. Nhưng thực ra thời điểm này nhà cửa nó không bán được nên hoàn toàn về vấn đề giờ tài sản vẫn còn đang chung chưa được. Thì có mỗi hai căn nhà, một căn nhà ấy, ngoài mặt tiền thì cũng giờ đang cho thuê. Yeah. Còn lại căn nhà nhỏ thì mình đang ở. Yeah. Bà xã mình ở trên cái gác căn nhà cho thuê đấy nên là chưa chia thì đóng băng. Ly hôn còn đóng băng không giải quyết được vấn đề đó. Yeah. Giờ mình cũng ở nhà riêng một mình đấy thì là chỉ qua là cái vấn đề mà nhà cửa nó chưa được dứt khoát. Thế nên ở thì cũng tốt thôi, cũng không sao cả. Yeah. Thì cái quan trọng là tính toán như sao thôi chứ còn ở đây. Đấy, hoàn cảnh của mình là nó như vậy. Bây giờ Tuân bước tới nắm tay chị nghe đi ha. Rồi hai người nhìn vào mắt nhau. Mình cảm nhận nãy giờ cuộc nói chuyện nãy giờ sao rồi. Mình thấy gì ở đối phương của mình. Mà anh Tuân. Dạ, nói chung em có những điều nó băn khoăn và trắc trở nên em mới đi tới cái chỗ này. Nghĩa là những năm qua em không có dự định là đi thêm nữa. Em ở như vậy với con em. Nhưng mà khoảng gần một năm nay thì em cảm thấy nó có nhiều điều em thay đổi. Em cần tìm một người bên cạnh và đi cuối đoạn đường còn lại. Nghĩa là mình còn bao nhiêu mình đi bấy nhiêu. Nhưng mà nó phải là cái gì nó phải là rõ ràng và chắc chắn. Bởi vì cái tuổi mình không còn mơ mộng nữa. Nếu anh đi tới với em là anh yên tâm hoàn toàn 100%. Thứ nhất là em ở một mình từ lâu rồi. Và thứ hai em độc lập về kinh tế. Em chắc là cũng lăn lộn trải nhiều trong cuộc sống rồi. Dạ. Chắc thì kinh nghiệm cuộc sống cũng rất nhiều rồi. Đúng. Dạ. Còn anh thì nó lại đơn giản một chút là thực sự anh chỉ nói chung là kiếm tiền thì cũng chỉ lương qua cọc ba đồng. Yeah. Còn chủ yếu là về tinh thần thì rất giàu. Anh cái tinh thần anh giàu lắm. Chỉ có thế thôi em ạ. Dạ. Rồi, mà anh chị về ghế nào. Chúng ta sẽ đưa ra quyết định bằng nút bấm. À, anh cũng nói thêm cho nói thêm đi anh Tuân. Yeah. Vì anh cũng còn một mẹ già. Hôm nay 83 tuổi rồi. Yeah. Nhưng mà mẹ vẫn còn lướt Facebook vẫn nhắn tin bình thường. Thực ra là anh đã nhập khẩu hết cho mẹ vào đây cách đây mấy năm cơ. Dạ. Xong cũng chỉ vì mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu nên là anh mới đưa mẹ anh ra ngoài Bắc năm ngoái, như là ở ngoài Bắc. Nhưng mà nguyện vọng của anh là muốn thực sự là muốn đưa mẹ vào trong này. Dạ. Đấy, nó cái vấn đề của gia đình anh là như vậy. Dạ. Còn thì em thấy em mời. Dạ. Rồi. Rồi. Chúng ta để tay vào nút bấm ạ. Những gì nói mình cũng đã nói rất nhiều với nhau rồi. Bây giờ mình đưa ra quyết định thôi. Xin mời anh Tuân với chị Loan. Dạ. 3 2 1 Hết thời gian. Dạ. Chị Loan em không bấm. Xin lỗi anh. Dạ. Lý do tại sao vậy Loan? Về nè anh Linh, hồi nãy em có nói đó là em cần tìm một mảnh ghép của em nó an toàn và chắc chắn. Gần như nửa cuộc đời em nó không có đàn ông bên cạnh. Thành ra em tìm một bờ vai nó vững vàng. Mà anh Tuyên thì anh còn nhiều cái nó chưa có rõ ràng. Anh đừng buồn nha. Không, em không còn buồn. Còn mẹ già em không ngại. Nhưng mà
có những cái nó chưa có dứt khoát rõ ràng, em sợ sau này làm tổn thương nhau nó không anh hay. Còn ở chung gần nhà với đó, vợ chưa giải quyết còn nhà cửa này kia không? Đó. Đó. Thôi thì chị nói vậy cũng rõ rồi. Nếu mà anh Tinh thật sự muốn làm bạn với chị Loan á, thì khi nào giải quyết xong hết mình mời chị Loan lên nhà chơi. Dạ. Rồi chị Loan mời mình qua nhà chơi. Dạ, dạ. Hai người bây giờ là bạn với nhau đi. Dạ, rồi từ từ tính sau. Dạ, 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 dạ. Dạ. Rồi. Dạ. Chúc anh chị thật nhiều sức khỏe và bình an. Dạ, em cảm ơn anh Quyền Linh. Cảm ơn anh. Đây là những phần quà từ chương trình gửi tặng anh chị. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Lululun, thương hiệu mặt nạ được yêu thích nhất tại Nhật Bản, nay đã có mặt tại các gian hàng chính hãng của em Shop 247 và các trang mạng xã hội Lululun Việt Nam. Nổi tiếng với thành phần lành tính, cấp ẩm dịu nhẹ, mặt nạ có thể sử dụng hàng ngày. Bạn sẽ tươi trẻ hơn, hạnh phúc hơn cùng Lululun. Rất tiếc là ngày hôm nay chúng ta không đồng ý hẹn hò với nhau. Nhưng đừng lo, chương trình cũng sẽ dành tặng các bạn một phần quà là gói Ruby để trải nghiệm miễn phí nhiều tính năng hấp dẫn của ứng dụng Speak Couple. Ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh và thân thiện sẽ giúp các bạn độc thân tìm được một nửa của mình. Trong ứng dụng này, bạn cũng sẽ được tư vấn bởi ông Mai bà mối duyên dáng nữa nhé. Chúc anh chị mọi điều tốt đẹp. Dạ, em xin cảm ơn. Em mời chị. Cảm ơn chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình ở đây xin phép được tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị tuần sau nhé. Mời các bạn xem Bạn Muốn Hẹn Hò trên ứng dụng truyền hình NetClub. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ xem Bạn Muốn Hẹn Hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao, mà còn có cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây. Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi 17:50 thứ bảy và 20:20 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.